Mình xin chào tất cả các em trở lại với kênh Góc Công Nghệ của mình. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 2021, tức là ngày 24 Tết các bạn nhé. Thì ở trên bàn mình đây là một chiếc laptop Dell chuẩn bị cùng với mình đi giao cho khách lốt tế trong đơn tối hôm nay. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Thì buổi sáng đi công trình bạn. Để chiều về thì tối thì khách mới đi làm về và ăn cơm xong xuôi. Thì bên mình sẽ giao máy cho khách, thì trước khi giao mình sẽ làm cái video này cho anh em tham khảo. Mình bán là trong cái đợt này là đúng ở đợt mùa dịch và đợt công việc của khách chuẩn bị sang công việc mới. Đây là một chiếc Dell 7250 các bạn nhé, màn 12 inch. Con này sở hữu Core i7 4600, RAM 4GB SSD 120GB. Em để cho anh em xem tổng gần cái máy. Đó, cái máy của chúng ta đây. Mặt A là vỏ nhôm phay xước, nhôm nhám không xước, mình cứ toàn lộn nhôm nhám các bạn nhé. Mặt B chỉ là nhựa thôi, vẫn có viền. Mặt C thì nhựa phủ nhung. Mặt D thì cũng là nhựa phủ nhung của chúng ta. Tổng thể cái máy này mới khoảng 98%. Con này là máy xách tay Mỹ các bạn. Đây chính là Dell 7240. Con này là cấu hình mapping rồi, Core i7 4600, RAM mặc định 4GB, SSD 120GB. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi giao cái máy này luôn cho khách hàng thôi. Máy này thì anh chị em mà có nhu cầu mua trong đợt học tập mùa dịch hoặc là đi làm văn phòng các thứ, cầm cái máy nhỏ gọn này nhất là mang cho con gái. Máy con gái dùng máy này rất đẹp, nhưng có nhiều bạn nữ đấy chê là màn nó nhỏ thì nhìn nó mới xinh được như này các bạn nhé, chứ không nhìn nó to lại xấu đấy. Đây là con màn 12 inch, nó chỉ nhỏ này thôi, nhưng mà mình đa số toàn bán máy 12 inch này cho các bạn nữ, nhưng mà hôm nay máy này bán cho con trai cao to dùng máy bé đấy. Cao to như tâm hồn nó nhỏ nhoi đấy các bạn ạ. Anh em có nhu cầu mua laptop thì liên hệ với mình. Cứ cái video là mình làm laptop thì chủ yếu là toàn những máy bán thì mình mới làm đấy, chứ mình gần như là sẽ không rảnh để gọi là review các bạn xem đâu, bởi vì nó không phải là hàng mới, nó là những cái mẫu gọi là chuẩn bị bán. Những cái nào mình sẽ tư vấn cho khách một cái dòng laptop nó phù hợp với giá tiền rồi nhu cầu sử dụng, thì khi mình bán thì mình làm video rồi cho anh em tham khảo thôi, chứ nó không phải là mẫu vừa mới ra đập hộp xong test xem nó có những cái gì giới thiệu năm nay thiết kế những cái gì sao không. Đây là toàn sản phẩm máy lướt, máy cũ thôi. Đấy, nên không có gì phải review cả. Máy nào bán thì làm video cho anh em tham khảo, với cái cấu hình mình bán như này anh em thấy có phù hợp với các bạn không. Đấy, nhìn cái máy này có đẹp không, anh em có muốn mua những cái máy như mình đang đi làm, đang chuẩn bị mang cho khách không. Đấy, thì làm video cho anh em tham khảo thôi. Đấy, chứ còn đâu mình không phải là đấy, mình không phải là review máy các bạn nhé. Rồi, muộn rồi thì mình cũng đi luôn đây. Gồm một sạc chuột không dây chính hãng, hóa đơn. Máy này nhỏ, hóa đơn toài ra ngoài. Thôi, không cho hóa đơn vào đây. Gói máy này đi. Ngược cái băng dính nó bị ngược.
MacBook luôn. Đây là mặc định rồi. Lên đường anh em.